mọi người. Na đang chuẩn bị làm kim chi cải thảo. Cái rau này Na rửa từ tối hôm qua ấy, để cho nó ráo nước, xong rồi bây giờ thái ra. Thái thái miếng vừa ăn. Đang hát gì vậy con? Ngày trước là thích ăn kim chi, dưa muối thứ là hay mua ngoài shop, nhưng mà lâu nay thì thích ăn là tự làm hết. Cái cây cải thảo này nó siêu bự luôn ấy. Vì hôm qua, tối hôm qua là Na đã cắt ra khoảng độ gần 1/3 để xào ăn rồi. Thích ăn theo khẩu vị như nào thì mình làm như vậy thôi. Na làm thì đơn giản lắm. Ở chỗ này là khoảng độ 1,5 kg rau cải thảo. Na sẽ cho miệng muỗng canh đường này. Na sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối. Na hay dùng muối hồng Himalaya. Muối gì cũng được, nhưng mà tại vì Na hay dùng cái loại này. Ok, coi như là một muỗng canh đường, nửa muỗng canh muối. Na sẽ cho vào đây một muỗng canh giấm Nhật và ớt bột Hàn Quốc. Cái ớt này thì nó chỉ tạo màu đẹp thôi, chứ thực sự là nó không hề cay. Cái cà rốt này này, Na cũng đã thái tối hôm qua, xóc với một tí muối với lại một chút xíu giấm. Bây giờ mình sẽ bốc cải thảo vào. Bốc ít một rồi mình cứ trộn này. Rồi mình sẽ trộn như này. Đấy, sau khi mình trộn một lúc ấy, cái rau nó ẹp xuống luôn. Lúc đấy ý, mới thái ấy, cho ra cái khay này này. Là nguyên rau không mà nó còn tràn ra ngoài ấy. Bây giờ Na bóp một lúc mình trộn cả cà rốt, cả hành vào. Bây giờ cho hết sang cái khay này. Đủ một đúng một khay này luôn. Một khay này vừa xinh luôn. Đó. Mình hơi nén nén nó xuống một chút, xong rồi lát nữa Na sẽ bọc lại. Cái khay này nó không có nắp, cho nên là Na sẽ bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Rồi cứ để ở ngoài nhiệt độ phòng bình thường thôi. Khoảng độ ngày mai, ngày mốt là ăn được. 2 ngày. Mấy hôm nữa thu hoạch nốt được mấy chắc 1-2 đợt nữa rồi mình sẽ dọn vườn. Đổ hết một lượt đất này đi, rồi đợi đến mùa xuân thì mình sẽ làm lại. Còn nhiều trái lắm luôn đấy mọi người. Cái cà chua Na mới cắt này nó là giống cà chua đen ấy, gọi là black cherry tomato. Nên là mọi người thấy nó đen chứ nó không có đỏ. Bây giờ Na sẽ ra cây cà chua bi thường để Na cắt nốt những quả chín. Đây là Na cắt những quả chín. Mà mình tự trồng ở nhà ấy, thì nó không có chín đều được cả chùm đâu nhá. Không hiểu tại sao ấy. Một chùm nhưng mà quả chín, quả xanh, quả nhỏ, quả to. Trái chĩnh chịt không có một cái lá nào luôn này, hay thật đấy chứ. Trái
trái nhiều lắm, lắm 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 lắm. Đây là cây chanh đã trồng bé xíu ở trong chậu này mà cũng bắt đầu ra hoa rồi này. Mọi người nhìn dãy cây trước nhà Na này, mấy bữa nữa là nó sẽ rụng hết luôn, vàng rực, đỏ rực luôn, đẹp nhỉ, rất là đẹp. Cây bí cũng ra hoa với trái này, có mấy quả đây này, 3-4 trái gì đó. Cây súp lơ này cũng rất là bự rồi này. Cái lá này nó... Mình bẻ cái lá này đi. Xong ra bông chưa nhỉ? Mình lạnh quá, đi vào nhà thôi, gió lắm. Trời ơi, ghê thật đấy chứ. Cướp luôn. Bằng này cà chua cũng đủ làm salad rồi này.